chúng ta sẽ có là gậy gối, đó là một cây sắc phi 16, và tại nhịp là chúng ta có một cây sắc phi 16 tăng cường ở dưới. Rồi bây giờ chúng ta xem nó đúng vậy không ha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta lại quay lại công trình ở Tiền Giang ha các bạn ha. Và công trình này đang ở giai đoạn là thi công dầm sàn sân thượng. Quy mô công trình của chúng ta là một trệt, 2 lầu và sân thượng ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn chi tiết cách đọc bản vẽ để nghiệm thu cốt thép cái dầm sàn nha các bạn. Chúng ta cùng đi lên sân thượng. Và đây là cái mặt bằng sàn sân thượng của chúng ta nha các bạn. Thì các anh em đang làm những công tác cuối cũng để tiến hành chiều nay là đổ bê tông. Thì hiện tại bây giờ chỉ còn một số công tác như là làm sắt cầu thang, đang sắt mũ, cũng như là làm đi đường điện đó các bạn. Và bên đây là sẽ tấn cái thành. Thành thì chúng ta sẽ được tấn theo cái dạng là căng dây như vậy nha. Căng dây để lấy cái ranh thành của chúng ta cho chính xác, và cái thành của chúng ta sẽ được giữ vững và căng gông lại theo cái này để khi mà đổ bê tông chúng ta sẽ không có uốn lượn như là một con rắn ha các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy bản vẽ và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách đọc bản vẽ và nghiệm thu chi tiết luôn. Rồi với cái bản vẽ này nè các bạn, đây là các bạn đọc là mặt bằng dầm sàn sân thượng. Thì chúng ta sẽ quan tâm những con số nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ quan tâm là ở cái vị trí dầm của chúng ta. Ví dụ đây là cái dầm D3.3, tức là cái dầm ở ngoài phía đây là phía mặt tiền của chúng ta nè các bạn. Thì cái dầm này nó sẽ căng ngang ở ngoài và nó có kích thước là 200-300. Và có một số dầm dọc của chúng ta nó có kích thước là 200-350. Chúng ta chỉ cần nhìn theo những cái con số này và vị trí dầm ở trên sàn sân thượng của chúng ta, thì chúng ta sẽ đo cái cốt thép là chúng ta với lại kích thước là chúng ta sẽ biết được là cái dầm đó nó được đóng cái pha đúng hay không hả các bạn ha. Tại vì nếu mà trên bản vẽ mà vẽ như vậy mà cái kích thước của cái pha chúng ta không đúng thì chúng ta sẽ gây ra cái sự gọi là hao phí bê tông, cũng như là không có đảm bảo về da bê tông ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra cây dầm này đi. Cây dầm này nó là nằm ở ngoài phía này nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi cái xem cây dầm này. Và đồng thời luôn là khi mà kiểm tra cây dầm này thì chúng ta cũng lật qua cái mặt cắt của cây dầm. Ví dụ chúng ta kiếm cái ký hiệu là dầm là D3.3 thì nó sẽ có cái gì? Thứ nhất là tại gối là nó sẽ tăng cường 1 cây sắt phi 16, 4 cây sắt chủ rồi mình không nói rồi. Chúng ta sẽ có là gậy gối, đó là 1 cây sắt phi 16, và tại nhịp là chúng ta có 1 cây sắt phi 16 tăng cường ở dưới. Rồi bây giờ chúng ta xem nó đúng vậy không ha. Rồi đây là cây dầm, cây dầm ở ngoài mà hồi nãy mình chỉ cho các bạn thì là như các bạn nè, ở gối nè, tức là vị trí gần cột nè, là nó sẽ tăng cường 1 cây phi 16. Các bạn thấy không, nó đã được tăng cường 1 cây phi 16. Còn ở nhịp tức là ở bụng ở đây thì nó cũng sẽ tăng cường 1 cây phi 16 là ở dưới đó. Và cây dầm này có kích thước là 200-300. Bây giờ mình đo cái phần thép đai thôi ha. Cốt thép nè, cốt thép của chúng ta đang thể hiện ở đây đó là 15 nha các bạn. Cốt thép là 15 thì có nghĩa là da bê tông của nó mỗi bên 2,5 phân nữa thì nó sẽ đạt được cái kích thước cây dầm là 200 bề ngang. Còn chiều cao, chiều cao mình đo đụng luôn thì nó ở đây nó đang được là 25. Đó là từ đáy lên nè. Thì đổ bê tông lên thêm 5-10 phân nữa thì cái dầm này của chúng ta nó sẽ đạt ha các bạn ha, thêm 5 phân nữa, đó là 30. Đó, thì cái dầm của chúng ta sẽ đạt được kích thước là 300 theo chiều dọc. Thì chúng ta sẽ nghiệm thu cái công tác này ngay từ lúc nào? Chúng ta sẽ nghiệm thu cái công tác này ngay từ lúc mà anh em đang bô thép đà các bạn. Làm thép đà sau khi trước khi hạ đà chuẩn bị rã sắp sàn thì chúng ta sẽ nghiệm thu công tác này để tránh cái trường hợp là chúng ta đã làm xong rồi mà bị sai, mà hạ đà rồi chúng ta phải nhóm nguyên cái sàn lên lại thì nó rất là cực ha các bạn ha. Thì tương tự như vậy cho những cây dầm tiếp theo. Những cây dầm tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy luôn. Với kích thước như vậy, chúng ta cứ xem kích thước sơ ở đây và sau đó chúng ta lật mặt cắt, chúng ta coi những cái kích thước ở đây. Thì chúng ta sẽ biết được những cái thông số mà cần để làm sắt của chúng ta. Đó. Rồi. Đó là về cách mà chúng ta xem cái dầm. Rồi, bây giờ thì chúng ta xem sắt sàn. Đây, sắt sàn. Sắt sàn là sao hả các bạn ha? Sắt sàn thì các bạn thấy nè, nó thể hiện ở đây là một cây dày ghi là 8A cộng 150, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nguyên cái ô sàn này của chúng ta nè. Đó, chúng ta rải sắt 8A 150 là theo cái phương ngang này, là chúng ta rải một cây ngang dày rồi rải từ trên xuống dưới. Chúng ta chia 4m này trừ cho mỗi cây dầm ra. Đó, trừ cho mỗi cây dầm có bì ngang là 200 ra thì nó sẽ còn lại là 3m6, thì chúng ta lấy 3m6 này chúng ta chia cho 150, sau đó chúng ta cộng thêm một cây vô nữa, thì có nghĩa là số lượng sắt của chúng ta rải full nguyên cái sàn này. Đó, là được bao nhiêu đó cây, và chúng ta sẽ coi thử đối với sắt sàn nè, sắt 8 này các bạn. Đó, sắt 8A 150 dày. Đó, mình kéo thử nha. Đó. Đây, 150. Rồi, qua cây này. Đó, 150. Rồi, dọc ở đây. Đó, 150. Rồi, dọc ở đây. Đó, 150. Đó, nó đúng theo với cái bản vẽ của chúng ta. Cái ngang ở đây nó cũng vậy nè. Đó, một cái lớp sắt 8 này nó sẽ bao gồm là phương ngang và một cái phương dọc. Và ở đây nó có cái cấu kiện là phi 3 cây phi 16 ha các bạn ha. Đây, 3 cây phi 16. Đó, và 3 cây phi 16 này nó chảy đâu? Chảy từ ngay cây cột. Đó, ngay từ mí cột của cái cầu thang của chúng ta, tức là ngay từ góc đó các bạn. Đó, chảy ra đây là 2m02 thì chúng ta bắt đầu rải 3 cây phi 16. Rồi chúng ta đo thử nè. Đây, tức là ba cây phi 16 này các bạn. Đó, bạn thấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu kéo từ ngay cây cột đó ra. Giáp mí cột luôn Trương ơi. Đó, ra tới đây là 2m12, 2m02. Đó, các bạn thấy nè, so với cây dưới là đúng không? 2m02. Chính xác chưa? Đó, rồi chúng ta sẽ rải tiếp ba cây này ở đây để gọi là cây thép đỡ tường các bạn. Nếu mà chúng ta mổ một cây đà ở đây thì nó rất là phí, rồi nó nặng thêm cái nhà chúng ta, tại ở đây chỉ có một cái bức tường nhỏ thôi. Nó cho nên là chúng ta chỉ cần rải như vậy là nó đã đảm bảo về cái kích thước rồi này nọ rồi, nó đảm bảo về lực rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần rải như vậy thôi là ok. Rồi tương tự đối với thép mũ. Đó, các bạn đọc nè, mặt bằng thép sàn lớp dưới sân thượng. Ở lớp dưới tức là lớp sắt 8. Còn chúng ta sẽ xem tiếp là cái mặt bằng lớp thép trên của sân thượng. Mặt bằng thép trên tức là cái thép mũ tăng cường các bạn. Thì ở đây nó cũng ghi là phi 10A 150. Đó, nó rải nguyên cái sàn này. Ở đây bạn kỹ sư bạn nó tính và bạn nó nốt luôn là 25 cây nè các bạn. Đó, thấy không? Rồi tiếp theo là cây phương này luôn, phương ngang này thì nó là cũng là phi 10A 150, và ngay tại cái điểm góc này là các bạn, là hai cây này nó phải lòng chéo vào nhau luôn nha. Chứ không phải chúng ta rải một phương tới đây rồi thôi, đâu có được. Nó phải rải lòng chéo vào nhau luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra coi có đúng như vậy không ha. Rồi đối với cái mặt bằng nãy giờ mình vẽ chỉ cho các bạn đây thì tức là nó sẽ nằm ở bên này. Ở đây thì chưa được rải lớp thép mũ nè. Bây giờ mình qua đây đi. Mình qua đây đi là nó đã được rải lớp thép mũ rồi. Thì ở đây cũng tương tự nè các bạn. Nó cũng là phi 10A 150. Chiều dài từ trong dầm đi ra là 900. Đó. Ở đây là cũng là phi 10A 150. Chiều dài từ trong dầm đi ra cũng là 900. Ở đây là gồm 18 cây, ở đây 34 cây. Đó, chúng ta cùng đi kiểm tra nha. Đầu tiên á là chúng ta sẽ kiểm tra là nó có đúng 150 không nha. Này nó hơi xê dịch tí xíu nè, cho chỉnh lại xíu nha Trương. Đó, rồi cây ở đây. Đây đó, nó gần đạt rồi nè. Đó. Ở đây. Đó, nó cũng đạt rồi nè các bạn. Đó, tương đối và từ trong dầm, từ trong cái dầm của chúng ta đưa ra là 90. Đó. Đưa ra là 90. Đó, đúng luôn nha các bạn ha. Và chúng ta sẽ rải theo cái chiều dài nhà và ngay tại vị trí góc nè các bạn. Các bạn thấy là ngay tại vị trí góc nè. Đó là nó được rải từ theo phương ngang từ đây qua. Đó, ngang từ đây qua cũng như là theo phương đứng từ đây qua. Đó là ở đây nó có thành ra là nó tới hai lớp, ở trên là lớp ngang lớp dọc luôn. Đó. Và điều đặc biệt nữa là ngay mà tại vị trí này là các bạn, cái vị trí mà chúng ta đặt cái hộp ghen á, để mà chúng ta tránh cái tình trạng mà nứt góc không cần thiết á. Đó, thì chúng ta dằn thêm một cái lớp 2 cây 8, 2 cây phi 10 ở đây ha. Đó, để mà nó đảm bảo cái tình trạng gọi là chống nứt ngay tại nắp đó các bạn. Đó. Như vậy thì cái sàn của chúng ta nó sẽ đẹp, nó bền và nó rất đẹp ha các bạn ha. Thì sơ bộ thì chúng ta chỉ có hai cái những cái thông số cơ bản trong một cây dầm cũng như là thép sàn thì mình cũng đã giới thiệu sơ cho các bạn để cách mà chúng ta có thể nghiệm thu được sắt sàn cũng như là sắt dầm. Thì mong cái chia sẻ này các bạn có thể nhân rộng ra đó, đối với những cấu kiện khác. Đó, nó là như vậy. Rồi clip tới đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì mình trả mặt bằng lại cho tất cả anh em thi công nhanh để chiều còn đổ bê tông. Rồi bye bye các bạn.